Xin chào quý phụ huynh, cô chào các con học sinh lớp 2. Chào mừng các con đến với buổi hướng dẫn học môn tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không nào? Hãy kiểm tra lại một lần nữa đầu dung học tập của mình nhé! Ở tuần 31 này, cô sẽ giới thiệu thêm với các con một bài đọc mới trong chủ điểm Con người Việt Nam sẽ giúp các con tự hào hơn về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam ta. Còn bây giờ, con hãy nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà con biết. Có thể con được nghe ông, bà, cha mẹ kể hoặc được xem truyện cổ tích hay đọc truyện mà con biết người anh hùng nhỏ tuổi đó. Con hãy chia sẻ cùng nhau nhé. Có thể có bạn sẽ biết anh Kim Đồng. Anh Kim Đồng hy sinh lúc anh 14 tuổi hay có bạn biết vừa A Dính hy sinh lúc 15 tuổi. Hay có bạn biết chị Võ Thị Sáu, chị hy sinh lúc chị vừa tròn 19 tuổi. Và còn rất nhiều anh hùng nhỏ tuổi còn có thể chia sẻ thêm nhé. Có một người anh hùng nhỏ tuổi nữa mà chúng ta sẽ được học trong bài đọc hôm nay, đó là một thiếu niên có lòng căm thù giặc sâu sắc có quyết tâm đánh giặc cứu nước, đó cũng chính là người vì căm thù giặc mà bóp nát quả cam vừa được vua ban cho. Người anh hùng đó là Trần Quốc Toản. Và bài đọc hôm nay cô giới thiệu với các con đó là bài Bóp nát quả cam, còn nhắc lại tên bài đọc hôm nay nhé. Qua giờ học hôm nay giúp các con đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện về một nhân vật lịch sử Trần Quốc Toản hiểu được nội dung câu chuyện và chí anh hùng của Trần Quốc Toản, con sẽ quan sát tranh và nhận ra được các chi tiết trong tranh ở bài đọc. Con biết viết chữ viết hoa quy kiểu hai cỡ vừa và cỡ nhỏ, viết được câu ứng dụng Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi. Cô mời các con hãy mở sách đến trang 100, 101. Và cô mời con hãy quan sát một chút về tranh minh họa bài đọc nhé quan sát tranh con thấy gì nhìn tranh chúng mình có thể thấy phía sau là hai người lính và hình ảnh người thiếu niên đang quỳ trước vua đặt thanh gươm lên gái của mình người thiếu niên ấy chính là trần quốc toản là nhân vật chính trong bài đọc hôm nay đấy các con các con hãy ngồi ngay ngắn lắng nghe cô đọc mẫu các con hãy dò bài và có thể đọc thầm theo cô nhé bóp nát quả cam giặc nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến. Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tàu. Cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh nói xong cậu tự đặt thanh gươm lên gái xin chịu tội vua cho quốc toản đứng dậy ôn tồn bảo quốc toản làm trái phép nước lẽ ra phải trị tội nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước ta có lời khen nói rồi vua ban cho quốc toản một quả cam quốc toản ấm ức bước lên bờ vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Khi trở ra, quốc toảng xòe tay cho mọi người xem cam quý, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ. Theo Nguyễn Huy tưởng. Các con vừa nghe cô đọc xong bài đọc bóp nát quả cam, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc. Bài đọc hôm nay được chia làm 4 đoạn các con nhé. Còn hãy quan sát và đánh dấu nhẹ vào sách để cùng luyện đọc. Đoạn 1. Từ đầu đến, xăm xăm xuống bến. Đoạn 2. Gặp vua đến, xin chịu tội. Đoạn 3. Tiếp theo đến, một quả cam. Và đoạn 4 là đoạn còn lại. Còn đã đánh dấu xong chưa nào? Bây giờ mình sẽ luyện đọc đoạn 1 trước nhé. Còn quan sát đoạn 1 cô trò mình cùng luyện đọc một số từ khó các con dễ phát âm sai giặc nguyên giặc nguyên con đọc lại giặc nguyên là giặc từ phương bắc từ tiếp theo giả vờ giả vờ con đọc lại và từ trần quốc toản trần quốc toản con đọc lại Trần Quốc Toản, sinh năm 1267, mất năm 1285 là một thiếu niên anh hùng tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên đấy các con. Và từ tiếp theo, thuyền rồng. Thuyền rồng, con đọc lại. Thuyền rồng là một loại thuyền vua đi, mũi có đầu rồng, con quan sát thêm hình ảnh nhé. Cô luôn nhắc nhở chúng mình khi đọc cần ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm. Còn chú ý cô hướng dẫn chúng mình đọc ngắt nghỉ hơi ở đoạn 1. Nhanh tay đánh dấu nhẹ vào sách để luyện đọc thêm. Và cô mời các con luyện đọc đoạn 1. Đọc xong đoạn 1, con cho cô biết trần quốc toản xin gặp vua để làm gì à đúng rồi trần quốc toản gặp vua để xin đánh giặc cô khen con có câu trả lời đúng nhé con hãy nhắc lại các con biết không quốc toản rất nóng lòng gặp vua để xin đánh giặc đó vậy các con hãy tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua. Còn tìm nhanh ý trong đoạn 1 này. Các con có câu trả lời rồi đúng không nào? Mình sẽ cùng nhắc lại câu trả lời nhé các con. Những chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua là Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết, xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến. còn quan sát thêm hình ảnh quất toản liều chết xô mấy tên lính gác để vào gặp vua. Thế quất toản có gặp được vua hay không? Và khi gặp được vua rồi thì quất toản đã nói gì với vua? Cô trò mình cùng luyện đọc tiếp đoạn 2 các con nhé. Con chú ý ở đoạn 2. Con đọc cùng cô cụm từ đặt thanh gươm lên gái. Con đọc lại. Và đây là hình ảnh Quốc Toản tự đặt thanh gươm lên gái. Ở đoạn 2 có lời nhân vật được đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng. Và đây là lời của Trần Quốc Toản. Con sẽ luyện đọc với giọng mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Cô mời con luyện đọc. Cho giặc mượn đường là mất nước xin bệ hạ cho đánh. Tương tự đoạn 1, còn nhớ ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm than. Cô mời con luyện đọc đoạn 2. Thế là quốc toản đã gặp được vua và xin vua cho đánh giặc. Quốc toản cũng tự biết tội của mình nên đã tự đặt thanh gươm lên gái và xin chịu tội. Thế thì Quốc Toản có bị vua bắt tội hay không? Mình sẽ luyện đọc tiếp đoạn 3 các con nhé. Cô trò mình cùng đọc từ khó trong đoạn 3. Ôn tồn, ôn tồn, con đọc lại. Ở đoạn 3 này cũng có lời nhân vật đấy các con. Lời nhân vật được đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng. Và đây chính là lời của vua. Chúng mình luyện đọc với giọng ôn tồn. Ngắt nghỉ hơi như cô hướng dẫn. Cô mời con luyện đọc. Quốc toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Và cô mời con hãy luyện đọc lại toàn đoạn 3 nhé. vua chẳng những không bắt tội quốc toản mà còn khen quốc toản nữa vậy con hãy cho biết vua khen trần quốc toản thế nào à đúng rồi vua khen trần quốc toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước còn quan sát thêm hình ảnh để thấy vua ban cho quốc toản một quả cam được vua khen, Trần Quốc Toản cảm thấy thế nào? Cô trò mình cùng luyện đọc đoạn 4 nhé. Còn chú ý từ nghiến răng, nghiến răng, con đọc lại. Tiếp theo là từ xòe tay, xòe tay, con đọc lại. Và cô hướng dẫn con đọc câu dài, con quan sát câu. Đó, cũng chính là lời của nhân vật Trần Quốc Toản đấy. Lời nhân vật được đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép. Con cũng đọc ngắt hơi như cô đánh dấu nhé. Lúc này mình sẽ đọc lời của Trần Quốc Toản với giọng tỏ vẻ thất vọng. Cô mời con luyện đọc. Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con không cho dự bàn việc nước. Bây giờ thì con hãy luyện đọc lại toàn đoạn 4 xem nào. Đọc xong đoạn 4, con hãy cho cô biết vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức. Dựa vào lời của Trần Quốc Toản thì mình cũng có thể hiểu rằng Trần Quốc Toản được vua khen mà vẫn ấm ức là vì nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước. Còn có thể nhắc lại câu trả lời này. Vậy thì, theo con nghĩ, việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì? Cô gợi ý con đọc lại đoạn được cô đánh dấu và con trả lời theo ý của con nhé. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Quất toản xòe tay cho mọi người xem cam quý, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ? À, việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện Quốc Toản là người rất yêu nước, căm thù giặc. Các con thấy nhỏ tuổi như Trần Quốc Toản mà đã có lòng yêu nước, căm thù giặc thì thật là đáng khâm phục, đáng để chúng ta học tập. Và nội dung của bài đọc hôm nay ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng nhỏ tuổi, chí lớn, giàu lòng yêu nước và căm thù giặc. Cô mời con nhắc lại nội dung của bài nhé. Các con thân mến, Hãy tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc ta các con nhé. Còn đối với các con ngày nay, yêu nước sẽ thể hiện bằng những hành động đơn giản thường ngày như con biết chăm chỉ học tập, con biết giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn đồ dùng học tập, con biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè, người lớn tuổi, vân vân. Cô tin các con sẽ biết thể hiện lòng yêu nước của mình mỗi ngày một tốt hơn. Và vừa rồi cô trò mình đã vừa kết thúc nội dung thứ nhất đó là luyện đọc bài bóp nát quả cam. Bây giờ mình sang nội dung thứ hai các con nhé. Nội dung thứ hai viết con đọc cùng cô. Một viết chữ hoa quy. Hai viết ứng dụng Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi. Cô mời các con quan sát chữ viết hoa quy kiểu hai cỡ chữ vừa. có độ cao 5 ô ly tương đương 6 đường kẻ ngang và rộng 5 ô ly. Cấu tạo gồm một nét và một nét này là kết hợp của ba nét cơ bản. Nét cong trên, nét cong phải và nét lượng ngang tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Còn chữ viết hoa quy kiểu 2 cỡ chữ nhỏ cũng có cấu tạo nét tương tự. Riêng độ cao và độ rộng thì bằng phân nửa của chữ hoa quy kiểu 2 cỡ chữ vừa, tức là cao 2 ô ly rưỡi và rộng 2 ô ly rưỡi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ viết hoa quy kiểu 2 cỡ vừa, con chú ý quan sát và lắng nghe hướng dẫn. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 4 và đường kẻ ngang 5, viết nét cong trên nhỏ đến đường kẻ ngang 6, viết tiếp nét cong phải to. xuống tới đường kẻ ngang 1 thì lượng vòng trở lại viết tiếp nét lượng ngang từ trái sang phải cắt ngang nét công phải tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ dừng bút ở đường kẻ ngang 2 con đã quan sát kỹ chưa nào bây giờ con luyện viết vào bản con đi nhé và con quan sát tiếp Cô hướng dẫn con viết chữ viết hoa quy kiểu 2 cỡ nhỏ nhé. Con sẽ viết tương tự. Viết nét công trên nhỏ. Viết tiếp nét công phải to. Xuống tới đường kẻ ngang một thì lượng vòng trở lại viết tiếp nét lượng ngang từ trái sang phải. Tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Cô mời các con hãy luyện viết vào bản con của mình. Để giúp các con luyện tập tốt cách viết chữ viết hoa quy kiểu 2, cô mời các con sang viết ứng dụng. Con đọc cùng cô câu ứng dụng. Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi. Quan sát câu ứng dụng con thấy, trong câu ứng dụng có chữ viết hoa còn vừa được cô hướng dẫn viết. Đó là chữ hoa quy kiểu 2. Ngoài ra, còn có hai chữ viết hoa, đó là hai con chữ tờ. Ba con chữ này được viết hoa, do đó là chữ cái đầu mỗi tiếng trong tên riêng Trần Quốc Toản và đều có độ cao 2 ô ly rưỡi. Còn lại tìm tiếp xem những con chữ nào có độ cao 2 ô ly rưỡi nữa để mình viết cho đúng và đẹp. À, đó là một con chữ l, ba con chữ h và hai con chữ g. Có một con chữ có độ cao một ô ly rưỡi đó là một con chữ tờ, và một con chữ có độ cao hơn một ô ly một chút đó là một con chữ r. Các con chữ còn lại đều có độ cao một ô ly (các con nhớ nhé), con cũng cần chú ý cách đặt dấu thanh. Và con hãy luôn nhớ khoảng cách giữa các chữ được viết cách nhau bằng một con chữ O. Vị trí đặt dấu chấm câu, dấu chấm đặt cuối câu sau con chữ Y của chữ tuổi. Các con nhớ ngồi viết cho đúng tư thế. Viết bài xong, con có thể nhờ cha mẹ, anh chị kiểm tra giúp con xem con đã viết đúng, viết đẹp hay chưa nhé. Bây giờ cô mời con hãy mở vở và viết bài vào. Giờ học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi. Sau giờ học hôm nay, con hãy luyện đọc lại bài 23, bóp nát quả cam. Còn hãy luyện viết lại chữ viết hoa quy kiểu 2 và câu ứng dụng vào vở ô ly hay vở tập viết. Nếu có vở bài tập thì con hãy hoàn thành thêm ở trang 54-55. Và đừng quên chuẩn bị bài 24, chiếc rễ đa tròn để con học tốt cho giờ học sau cô chúc các con luôn khỏe chăm ngoan hoàn thành tốt các nội dung được giao cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con